Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Xuất phát điểm là mối quan hệ mợ cháu, thế nhưng dục vọng lại làm méo mó đi suy nghĩ của người cháu họ. Để rồi một gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc tan biến, mối quan hệ họ hàng cũng chấm dứt bằng máu và nước mắt. Câu chuyện đã dấy lên bao ý kiến trái chiều cũng như là những nỗi xót xa cho những người trong cuộc. Chi tiết vụ việc như thế nào mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng ngay từ nhỏ, Âu Văn Trung sinh năm 1985 ở Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang đã được bố mẹ nhắc nhở nghiêm khắc về chuyện học hành. Ở mảnh đất toàn núi với rừng, cuộc sống còn đầy khó khăn, Trung hiểu chỉ có học mới thoát được đói nghèo. Thế nên ngay từ nhỏ, Trung luôn cố gắng học tập thật tốt để cha mẹ yên lòng. Nhiều lúc bố mẹ quá vất vả vì mình, Trung chỉ muốn nghỉ học, đi làm để phụ giúp bố mẹ. Khi Trung mở lời, cậu bị cha mẹ chửi mắng không thương tiếc, bởi cậu là niềm hy vọng, niềm tự hào của họ. Thế nên, trong khi bạn bè cùng trang lứa bỏ học ngày một nhiều, Trung vẫn cắp sách đến trường để thực hiện ước mơ thoát nghèo. Hết lớp 12, Trung mang ước mơ gửi gắm vào những trường đại học dưới Hà Nội. Học tài thi vận, dù cố gắng, nhưng ước mơ đèn sách của cậu phải dừng lại tại đó. Với quyết tâm thoát khỏi nghèo khó, nhưng khi trượt đại học, Trung khăn gói xuống Hà Nội lập nghiệp. Đối với đồng bào dân tộc, trai gái khi ở lứa tuổi 18 đôi mươi đã phải lập gia đình. Vâng lời bố mẹ, Trung cũng tìm hiểu các cô gái mới lớn trong làng và ở những vùng xung quanh với mong muốn tìm được một người con dâu vừa mắt cha mẹ. Thời gian này, Trung quen biết với NTN, kém cậu 5 tuổi. Thấy N xinh xắn lại hoạt bát nhanh nhẹn, cậu đem lòng yêu mến. Sau một thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, tình yêu của Trung đâm hoa kết trái bằng một đám cưới. Ngày bế đứa con đầu lòng trên tay, Trung vô cùng hạnh phúc. Rồi đứa con thứ hai chào đời, tình yêu thương Trung dành cho con càng trở nên mãnh liệt. Để con cái có được cuộc sống ấm no đầy đủ, Trung bàn với vợ tiếp tục xuống Hà Nội làm việc. Nuốt nước mắt vào trong, nợ đành cho chồng đi làm ăn xa. Chồng vắng nhà, dù con cái còn nhỏ, thế nhưng chị nợ, vợ Trung vẫn chăm chỉ làm việc trụ nương. Có nhiều việc cần đến bàn tay của đàn ông, nào chẳng biết phải nhờ cậy ai. May thay, từ ngày Trung đi vắng, HVB là bạn cùng trang lứa, đồng thời là cháu kết nghĩa gọi Trung bằng cậu, thi thoảng sang giúp đỡ. Vốn là họ hàng, làng xóm, thế nên có những lúc Hắc đến nhà chơi vào buổi tối. Khi Trung không có nhà, chị N vẫn vô tư trò chuyện, cởi mở thân tình. Có thể nói, mối quan hệ mợ cháu giữa B và N khá thân thiết. Thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. B đem lòng thương thầm trộm nhớ người mợ họ trẻ trung xinh đẹp. Biết cậu đi làm ăn xa dưới Hà Nội, ở nhà chỉ có mợ và hai em còn nhỏ, lại ở nơi heo hút cách xa các gia đình khác. B tìm đến nhà mợ giữa đêm khuya vắng. Đứng ngoài nhìn vào, B thấy người mợ trẻ tắt đèn đi ngủ. Chẳng ngần ngại, cậu phá cửa bếp sau nhà rồi lẻn vào. Bị bất ngờ cộng thêm nỗi sợ hãi với làng xóm, sau những phút chống cự vô ích, chị N để mặc số phận đưa đẩy. Được đà, người cháu loạn luân xông vào mợ như con thú, để rồi ngập lặn dưới đáy cùng của tội lỗi. Không dừng lại ở đó, trong quá trình quan hệ tình dục với mợ, B còn dùng điện thoại của mình để quay lại cảnh ái ân giữa hai người. Sau cái đêm đầy tội lỗi ấy, B không tỉnh ngộ, trái lại, cậu luôn khát khao thân thể của mợ. Mỗi khi con yêu rô xanh trong cậu trỗi dậy, cậu lại tìm đến nhà mợ để giải quyết nhu cầu. Thấy mợ phản ứng, B liền giở trò bỉ ổi, tuyên bố nếu nợ không cho B tiếp tục quan hệ tình dục, B sẽ tung những đoạn clip ghi lại cảnh ân ái trước của hai người lên mạng xã hội để cho mọi người biết. Quá sợ hãi, người vợ trẻ nuốt cay đắng vào trong lòng. Thú tội với chồng, hy vọng chồng sẽ giải quyết êm thấm mọi chuyện. Từ ngày xuống Hà Nội làm việc, Trung có tiền để trang trải, chăm lo cuộc sống cho vợ con. Những lúc rảnh rỗi, Trung lại điện thoại về cho vợ để được nghe giọng nói ngọt ngào của vợ, tiếng cười trong vắt của con thơ. Thế nên, giữa đêm khuya khoắt, Trung giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của vợ. Nghe vợ nức nở qua điện thoại, lòng Trung đau như cắt. Sau giây phút uất nghẹn đau đớn, Trung bảo vợ hãy yên tâm để Trung về giải quyết. Vốn là người thật thà, lại được ăn học tử tế, Trung chỉ muốn về nói chuyện với cháu như những người đàn ông. Điều Trung không bao giờ nghĩ đến chính là ngày trở về biến thành ngày định mệnh, đẩy Trung vào con đường tội lỗi. Tiếng khóc nức nở cộng với lời nói đứt quãng ngập ngừng của vợ như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Trung. Cả một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau, chẳng kịp xin chủ cho nghỉ, Trung vội vã ra bến xe để về nhà. Càng gần tới nhà, tâm trạng dường nặng nề hơn.
một đằng là vợ, một đằng là cháu. Cậu không biết phải làm thế nào cho đẹp lòng đôi bên. Về đến nơi trôn rau cắt rúng, không về nhà ngay mà tạt qua nhà bạn để có thêm thời gian suy nghĩ. Mỗi khi nhắc đến nét mặt Chung trong ngày xảy ra vụ án thương tâm, nhiều người cho biết gương mặt Chung lúc ấy như người thất thần, thi thoảng nhăn lại vì đau đớn. Có người đàn ông nào chịu nổi việc người vợ yêu dấu bị chính người cháu kết nghĩa mà mình quý làm nhục. Trở về nhà trong đêm tối, Chung như kẻ trộm lén lút vào nhà mình bằng cửa sau. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của vợ, Chung càng đau đớn hơn. Chung bảo vợ nhắn tin bảo Bê sang nhà mình nói chuyện vì không muốn mọi người biết. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Chung đi lấy con dao tông dài, thường dùng để lên nương rẫy hay đi rừng, ngồi chờ Bê cạnh căn buồng vợ mình bị làm nhục. Nhận được điện thoại của N, Bê hí hửng sang ngay. Đến nơi, Bê như con rắn trườn vào chỗ của chị N đang nằm, giang tay ôm chị vào lòng. Theo chia sẻ của vị thẩm phán xin được giấu tên, khi hội đồng xét xử hỏi Chung tại sao gọi Bê đến, bị cáo lại lấy sẵn con dao mật phục. Chung cúi đầu im lặng, lý nhí giải thích. Bị cáo cầm dao để dọa Bê, khiến Bê sợ mà tránh xa. Dù phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trên nét mặt Chung không giấu được vẻ hiền hậu, chất phác thật thà. Có lẽ việc cầm dao ngồi đợi là hành động vô thức để tăng sức mạnh khi Chung giải quyết chuyện đau đớn trên. Bởi vậy, khi chứng kiến hành động của Bê với vợ mình, Chung không lăn xả vào chém Bê mà chỉ lớn tiếng nói. Mày ra khỏi nhà tao, mày không đủ tư cách ở trong nhà tao, tao không ngờ mày lại lên nhà tao làm thế này. Sau đó, Chung kéo Bê đẩy ra phía cửa trước. Cũng theo chia sẻ của vị thẩm phán, để dẫn đến việc đau lòng trên, lỗi một phần cũng do nạn nhân. Đáp lại sự bao dung của Chung, Bê lại thách thức Chung bằng lời nói và hành động. Trong lúc bực tức vì bị xúc phạm, Chung liền vung tay cầm dao chém Bê một nhát. Chém xong, lòng Chung cũng đau đớn không kém. Chung chạy theo Bê, gặp anh trai mình. Chung nói vừa chém Bê và nhờ anh đưa Bê đi cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng, Bê đã chết. Trong ký ức của những người dự phiên tòa hôm ấy, luôn ám ảnh bởi gương mặt hốc hác cúi gằm mặt của bị cáo Chung trước mỗi câu hỏi của vị thẩm phán chủ tọa. Thi thoảng, Chung đưa tay gạt vội giọt nước mắt đang lăn nhanh trên gò má. Dường như từ lúc bị bắt cho đến khi hôm xét xử, chưa lúc nào Chung quên được tội lỗi của mình đã gây ra trong lúc nóng giận. Nhìn người cha già, một dũng sĩ diệt Mỹ oai hùng phải đau khổ vì con, nhiều người dự hắn không khỏi xót xa. Trên đây là một trong rất nhiều vụ án xuất phát từ không kiềm chế được nóng giận, cái ác trỗi dậy khiến cho bao gia đình lâm vào cảnh tang thương, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong một lần trò chuyện vấn đề trên với một thẩm phán của Tòa án Nhân dân tỉnh, anh cho biết, là một thẩm phán thường được phân công xét xử các vụ án giết người, tôi thấy một điều rất đáng suy nghĩ là những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ án giết người chỉ vì các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội. Các vụ án xét xử tội phạm thành niên và vị thành niên ngày càng nhiều. Mỗi một vụ án là một câu chuyện đáng quan tâm về giáo dục đạo đức, pháp luật hiện nay. Nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã rơi vào vòng lao lý, để lại nỗi đau đeo đẳng trong từng bữa ăn giấc ngủ, như những vết thương suốt đời không bao giờ lành được cho những người trong cuộc. Khi các đối tượng biết tội lỗi của mình cũng như hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra thì sự việc đã quá muộn màng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.